nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ trên cây bưởi da xanh. À, câu này xin mời anh Thành ạ. Vâng, kính thưa bà con, thì đối với một số bà con mà trồng canh tác cây bưởi á, cũng như là cây có múi với cơm, thì chúng ta thấy là cái hiện tượng vàng lá thối rễ trên các cái loại cây này rất là phổ biến, mà nó xảy ra đối với những cái vùng nào với những cái thời gian nào, thì chúng ta thấy nó xảy ra nhiều là trong cái giai đoạn mà mùa mưa. Rồi một cái điều kiện tiếp theo đó là những cái vùng đất mà chúng ta canh tác lâu năm, rồi cái vùng đất của chúng ta nó bị nhiễm phèn, rồi cái vườn mà chúng ta sử dụng các cái loại phân hóa học quá mức cho phép thì nó cũng xảy ra cái hiện tượng này. Rồi một cái đặc biệt nữa là trong cái canh tác thì cái ẩm độ cao là do mưa nhiều, thoát nước kém, rồi do tưới nước nhiều thì nó cũng xảy ra cái hiện tượng là vàng lá thối rễ. Đối với cái hiện tượng vàng lá thối rễ thì nó sẽ làm cho cái chất lượng cũng như là cái năng suất nó giảm rất là rõ rệt. Một cây bưởi khỏe mạnh mà nếu mà năm thứ 10 có thể là chúng ta thu nửa tấn một năm, nhưng mà đối với một cây nó bị vàng lá thối rễ thì có khi là không được bao nhiêu, cho nên nó sẽ ảnh hưởng cái kinh tế, ảnh hưởng thu nhập của bà con rất là nhiều nếu mà cái bệnh này nó lây lan, nó phổ biến. Thì đối với cái biện pháp này thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái cách phòng mình hợp lý. Hợp lý như thế nào? Đầu tiên là trong cái giai đoạn mà bước vào mùa mưa thì chúng ta sử dụng các cái sản phẩm sau đây của công ty Toba để phòng. Đó là cái sản phẩm cái Diorosamin, cái sản phẩm Rayfort. Đây là một cái thuốc trừ nấm mà có cái dạng là kích kháng. Thì chúng ta sử dụng là tưới hoặc là phun định kỳ trên vườn là cứ 15 hoặc là 20 ngày một lần. Rồi ngoài ra chúng ta sử dụng cái các cái sản phẩm mà chứa axit amin cũng như là axit humic để phát triển cái bộ rễ. Khi bộ rễ phát triển thì nó sẽ hạn chế được một số cái vi nấm gây bệnh trong cái bộ rễ và làm cho cái lá bị vàng. Thì đối với cái axit humic thì chúng ta sử dụng các cái sản phẩm như là Biosan, Tobasan, rồi cái Super Humic, chúng ta cũng tưới hoặc là phun định kỳ 10 tới 15 ngày một lần. Nếu mà cái vườn chúng ta bón hữu cơ nhiều thì chúng ta phun hoặc là tưới định kỳ là 1 tháng một lần cũng được. Thì ngoài cái phun các cái loại thuốc trừ nấm rồi các cái loại phát triển rễ thì chúng ta nên bón cái phân hữu cơ như là cái phân nở tảo biển của công ty Toba để tăng cường cái vi sinh vật trong đất, rồi làm cho đất tơi xốp, bộ rễ phát triển mạnh thì các cái triệu chứng gây bệnh nó cũng giảm rất là rõ rệt. Ngoài các cái biện pháp trên thì chúng ta cũng nên tập trung tỉa cành cho nó thông thoáng. Khi tỉa cành thì chúng ta đợi cái lá nó già, thì chúng ta cắt thì cái cây nó có bị suy. Rồi cái thứ hai nữa là trong mùa mưa là chúng ta hạn chế bón các cái loại phân hóa học có cái hàm lượng đạm cao, mà nên tăng cường các cái loại chứa vi lượng như là cái con đê vi lượng của công ty Toba, chúng ta tưới gốc hoặc là phun. Rồi trong cái mùa mưa là chúng ta phải quán triệt là phải làm những cái rãnh, những cái mương nó thoát nước nhanh, không để nước đồng lâu ngày. Nước đồng càng lâu ngày thì cái bệnh này nó xảy ra rất là nhanh và làm cho cái bộ rễ rất là yếu, do nó không có hô hấp được và cái bệnh nhiễm rất là nhanh. Rồi trong cái mùa khô thì chúng ta cũng phải tưới nước đầy đủ, đừng có để cái bộ rễ bị sốc do thiếu nước. Đối với cái cách thì chúng tôi cũng có một số cái sản phẩm đặc trị cái bệnh này. Bởi vì đây là cái bệnh mà nó do vi nấm gây ra, tức là cái nấm Fusarium và cái nấm Doctora, cho nên chúng ta sử dụng các cái dòng thuốc trị nấm là nó đã có tác dụng. Về tưới gốc, khi mà chúng ta phát hiện cái triệu chứng này nó ở trên cây, tức là cái bộ rễ đào lên thấy nó màu đen, chúng ta vuốt một cái thấy có cái là màu trắng, đó là cái bệnh thối rễ, thì chúng ta sử dụng cái bắc 386 cộng chung với cái Rayfort. Chúng ta hòa bắc 386 là nửa ký cho tới một ký cho một phi 200 lít, còn cái Rayfort thì chúng ta sử dụng là cũng nửa lít cho một phi 200 lít. Chúng ta tưới vào gốc theo cái hình chiếu của cánh lá thì nó sẽ diệt cái nấm bệnh ở phía phần dưới đi, cái bộ phận của rễ. Và khi mà trị thì chúng ta cũng nên sử dụng 2-3 lần cách nhau khoảng 5 ngày thì nó sẽ hiệu quả.
Rồi còn phòng bệnh thì chúng ta cũng như là cái phần tôi vừa hướng dẫn cái nãy là cứ 15-20 ngày thì chúng ta tưới thuốc thì nắm một lần. Nhưng mà những cái vườn mà chúng ta sử dụng hữu cơ nhiều thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian tưới phòng ra. Và đặc biệt là ở công ty Toba thì có một cái sản phẩm, cái này là gọi là cái nắm đối kháng, đó là Trico Đực Ma, mà cái tên thương mại của nó là cái TB Trico. Thì đối với cái này thì chúng ta hòa nước 1 kg là 1.000 lít nước, chúng ta tưới vào cái bề mặt của đất, hoặc là chúng ta có thể phun lên cây thì nó cũng tạo ra một cái dòng nấm để đối kháng, nó hạn chế tác động tác hại của những cái nấm gây bệnh cho cây. Thì đó là tôi cái phần mà tôi trình bày với bà con cái cách phòng và trị cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây bưởi. Như tất cả các loại bệnh khác á, thì phòng bệnh nào nó cũng quan trọng hơn là chữa bệnh. Thì cái bệnh vàng lá thối rễ, nguyên nhân chính của nó là do nấm Fusarium, Dithium và Phytophthora tấn công làm hư hỏng bộ rễ. Thì để phòng bệnh tốt, bà con mình lưu ý là thoát nước tốt, nhất là trong mùa mưa, hay là giảm phân hóa học, tăng cái lượng phân hữu cơ và tăng cường những sử dụng những cái vi sinh vật đối kháng trong đất, ví dụ như là Trico Đạt Ma hay là nhóm Bacillus subtilis. Còn nếu mà lỡ những cây trồng chúng ta đã bị bệnh á, thì bà con mình lưu ý là cần tưới thuốc BAC386 kết hợp với Raycos620 hoặc là phun Raycos620 kết hợp với Diogasamin qua lá. Xin cảm ơn anh Thành ạ. Để xem trọn bộ các chủ đề liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng, quý bà con truy cập vào link ở dưới phần mô tả. Truy cập vào website toba.vn để tham khảo những sản phẩm mới nhất. Mọi thắc mắc hay hỗ trợ mua hàng vui lòng gọi vào số hotline 0904 17 17 19 để được tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.